Bạn xuống đây là tầng học này xâm rạp mê riêng Computer Network 2 có dương anh dị bàn thà chìa một bụi chìa để dương riêng hôm bì Windows Server Windows Server Administration và chứ mê riêng tỷ bầy thường anh ấy dương nâng riêng hôm bì mê riêng tỷ bầy nơi dây hôm bì Web Server nơi lứa Windows Server P.2 đại dương năng sắc xa ẩm phí Internet Service là Internet Information Services rồi có dương hạt cách IIS IIS chỉ ở với Web Server chỉ ở với dương năng mơ tăng học này. Ok, chưa đồng bốn dương mơ Web Server ta Web Server cứ chỉ ở với Web Server cứ chỉ software mùi đại dương tầm lớn được nông Microsoft Windows Server 2012 nâng. Chứng vì chứ software mùi đại thư ca chloi top tờ can client nâng bê đại client request mà can server nâng đòi pra protocol HTTP đòi pra protocol HTTP. Chứng web server vì chloi top tờ can request rồi bỏ client đại client nó bảo web browser đồng bấy request mà. Rồi hai web server nữa nghe. Chloi top tờ vinh nó gọi vậy khá là tờ can client. Web server thư ca chloi top tờ vinh nơi client. Chloi top tờ can client nơi data mà chấm nuôn đại miền content đôi chìa web page xem rồi có chìa bộ miền nơi lơ web page ấy chứ đàm ruộng tiền chia rút hiệp rưu có video ấy chứ đàm ưu thế hóa được chứ dân bạc Google page được chứ dân bạc YouTube page rưu có Facebook page ấy chứ đàm viết nâng respond mà hồi dân với nhận đại dân chứ client nâng page tiền ổn nụ và YouTube viên miền video miền ấy miền link nơi tam nâng nâng cử chí web server vì chứ software mùi đã start nơi khẩn nông Microsoft Windows Server. Hay web server nâng ạ trở bàn pra nơi khẩn nông propon internet. Tì mùi, tì bì propon internet nâng tì bày propon extranet. Ây tới chìa propon internet tầng ngọt khẩn nít bà chạy đăng internet cứ World Wide Web ấy chẳng web server nó nghe trở bàn pra nơi khả nông internet service đời xa ấy đời xa web server mùi nâng cứ kê chọp chỉ là cái global kê hosting website xem chỉ là cái global chỉ là cái public chẳng tuôn nẹ nà nơi tin nè cái đó ai từ miền internet connection ad access mà web server mùi nâng bàn ưu thì họ được chơi Yahoo Google ấy nâng cứ chia web server của page globally ấy. Chúng dương ách and access tất cả web server của Yahoo ấy chứ đám. Chia là cái globally để dương khai thác internet service nâng. Mới tiết, web server nâng được nghĩa có trang bán pra nơi khăn nông internet service đây. Internet service miền này thà chia là cái local. Sân bởi dương mình trong ai web server bởi dương miền lạc là chứ public tế mình ăn ở nhà ai nhận nè có ban access bị khẳng cài một tế dương thua chứ là cái internet để nơi không lên bởi dương nhận nè để nơi không lên bởi dương ai access màu web server nâng bàn dương tòa tại ổng cùi nơi không network bởi dương ổng cùi nơi không office bởi dương tớp ách access tớ can web server nâng bàn, tớp request nơ resource xem xin tớ can web server nâng bàn, nâng ấy kì hai thác internet. Nè, internet. Mùi tiết, web server có trở bàn pra nơi khả nông extranet này. Sẽ kì tớ extranet. Extranet cứ chia lẹ khả nạ mình đô chìa internet tí. Bộ internet chỉ là nạ globally, ta extranet miễn là cái nạ chia đôi ở lấy trong áo ưu tiên họ
Person bay young mean galang to car about young mean bay tí tang saying big knee. Hi, nói chung ai chung ai đấy, để dùng chuột tí tang tang bay nâng ấy. Mà chuẩn cho mùi khí ở client trên network tại mùi. Nên ở client trên network tại mùi. Dương ai pra vị thị xa routing, dương ai pra vị thị xa ai xem xin, VLAN ấy chất đám. Đồng bây ở client trên network tại mùi, rồi viên bay tí tang nâng. Chân bay tí tang nâng, ai access một căn server mùi khu nông trần nào tí tang tăng bay nâng ấy. Sân bởi dương đã server mùi nơi tí tăng nà mùi. Chân bi tí tăng tiết có ad request resource phim xe mà can web server bà này. Tại bàn tập bay tí tăng nâng thế mân mên trên lạng nạc globally ấy. Chân nâng kê hai ta extranet. Chân web server tự bàn bà bàn nơi khăn nông service bay bà phép xe bì kì nế. Tí mùi kì internet. Tí bì kì extranet. Nâng tí bay chế intranet. Và toa một tiền, cái tha web server để trở bàn pra tràn những cái cư miền đồ chí Apache, IIS, né? IIS dường nâng sắc sàng bì vía, hay nâng miền Tomcat ấy chữ đàm. Nâng mần men miền tạp bay nâng miền tràn tiết còn tha lược vô tạ bay nâng mà hóa nữa. Và sân bây dường sạc xê. Website chỉ là cái nào ASP.NET được gọi JavaScript và xem đủ đó là JavaScript dùng từプラプラ Tomcat và PHP dùngプラプラ Apache chỉ đam chân thành nhé chương dùng từ đầm lang service tầng ngon lắm này đồng bởi ở web server bởi dùng đầm lang cả đầm lang cả tại aside từ lơ website để dùng sạch sẽ đấy ta dùng từ cả Tomcat được gọi Apache anh đang dùng nâng sử dụng rồi bình thêm tiết nơi về để dùng từ cả Android đồng bởi đồng lớn web server nó dùng nâng miền cả Android xe nhá dùng miền cả Android xe nên còn ta chỉ mê riêng thế dùng sạch xa cho mấy cái web server từ bàn pra port mùi đại chỉ port default cứ port lịch 80 chỉ tu tư bản thân bởi dưỡng trong access được căn server nào mùi đại pra HTTP protocol chứng HTTP protocol là default port bởi vì cứ 80 chứ bản thân bởi dưỡng phương chỉ default web server bởi dưỡng chỉ tu tư web server cứ web server bởi Yahoo cả đau ấy được bởi Google cái đó cứ prapra default port đấy, port 80 thì bây giờ ở bài mention từ là port number thì cứ việt tay là prapra default port number port lấy 80 hay dương bây giờ vậy www.yahoo.com có dương mình chạm bài specific từ là port lấy 80 đây, vì bộ default port là bảo vì cứ 80 rồi chỉ ra vậy, chứng dương bài chạm bài 80 tiền nội tệ. Chúng xong chấm tha web server prapra port lấy 80 chia port default là bỏ về cái dựng từ slide bằng tỏa tiết cái tha web server nó ngại thuốc ca respond từ căn client nó ngại tam pi độ biệp tí mùi nợ pê dial client request web server nâng thuơ ca bà này thà tổng nhạc tổng nông chứa mùi nâng URL URL cứ chứa link đài chọc từ căn web page website bà này thà chọc từ căn website nà mùi rồi có server nà mùi đài tục từ căn bà này thà tục từ đài web page tầng hòn nút hay phát đo tại client vĩnh nơi content này và page nữa. Chẳng vì thưa ca associate cho mỗi năng URL. Ủa thì họ được chỉ domain name. Domain name cứ dơ năng sắc xa nơi chapter bật tốt. Domain name vì associate cho mỗi năng web server nữa. Bật tốt máu vì ủa cho www.google.com ấy năng cứ dơ URL. Đây là associate cho mỗi nâng web server nâng.
tới mà vì return tới căn client với nơi content đối chí web page, video, rụp hiệp ấy chế đàm. Chứ xong chăm client URL này cứ xong này từ lỡ address rồi bó domain đối chí google.com ấy chế đàm. Mỗi tiền server có ai respond tới căn client với person bởi dương access chia là cái nào database. Ủa đó web rồi bỏ dưỡng chia web database. Chân vì respond tới căn client vinh cứ bắt đầu từ hồi client vinh nơi database content. Database content. Nhưng person bởi dưỡng access example được chia dưỡng access chia là cái nào stock. Stock ấy chứ đám stock vì tại tại miền database nơi khả năng này. Tại dưỡng bạc ra web page web browser đồng bởi access tới căn web server năng. Chúng vì ai đoàn một bên nơi database rồi bỏ web page năng. Chúng đi chia càng nghĩ rồi bỏ web server đã thừa ca respond tới căn client. Hay màn mẹn mình tập bi năng thế bà mình chẳng còn thay lực do màu tập bi năng này dấy. Bà xôn tới slide bằng tập tiết. Nó, dùng mơ website, web server. Ta website nâng web server vì khó khăn như vậy mấy tờ. Mấy tờ website nâng, mấy tờ web server nâng. Cái ta website bạn ta website bọn cứ bọn đông, chia bọn đông nơi web page chia tràn. Website cứ chia bọn đông nơi web page chia tràn. Dial associate chữ mùi nâng host name associate chữ mùi nâng URL nà mùi né? Associate chữ mùi nâng server nà mùi nâng cử chí website. Website group website thằng ơ cứ trời ca web server đảm bấy process né? Đảm bấy process client request ủ đó client request mau website nà mùi www.yahoo.com. Chân bạp access to website ta, request website Yahoo ta. Còn ta bỏ sân chì website nâng ấy, mình start nơi khả nông web server, mình miên web server chì chùm nuôi tế. Website nô, có mình trở bán đo ao ai khả lệnh đây. Chân website cứ tại trở cá web server chì này. Web server trên này. Đồng bây bắt đầu web page chỉ cho anh từ áo ý client và hát chỉ rụp hiệu video ấy được hàng đám chân. Chân web server chân bạn đang hỏi vì chỉ software được có program được có ai thật chỉ service mới đài bắt đầu nơi đồng rơi ca rồi bỏ client request. Client request request ấy cứ request web resources tam rồi dạ web browser đòi prabra protocol HTTP và nick cứ chia website nâng web server và cuốn xong từ slide bên top tiền person và dân trong access the can web server làm mấy access the can web server tí mua dân tới cả đăng làm host name nè host name nơi lơ web server đại miến đôi chỉ chmua server năng chỉ chmua ấy dân từ nè person bởi dân nó không local á nè cái thằng local dân ai vay chỉ chmua person nè sai từ lơ nè được lơ host name năng ấy chmua server người ta dân đặt chmua server chmua pc năng chmua server đặt thà web server machine web server pc ấy dân từ sai lơ cả cầm nót trầm nám đồ bởi dương và person bởi dương mình start nơi khả nông lục hồ tế dương nơi bị trầm ngay bởi nơi tha trầm ngay bởi nơi tha dương mình start nơi khả nông tì tán nơi web server đá là cầm phung nơi dương nơi crowd bật tê dương nơi crowd office ấy chân tới bởi tay dương trong access máu web server chân ai access ta một dạ address URL domain tam giác domain này chừng
rư mùi tam rìa public IP. Bất sân bởi dương miên public IP, dương ai access tam public IP bàn. Anh ít tam rìa remote. Bởi nè, mần sát nè khăn ông lọc hò lê. Nế, bất sát nè khăn ông lọc hò, dương ai vai chìa chmua mần sân, rư có vai chìa local host, rư có vai chìa IP rồi bó, local, chìa private IP. Có bàn đôi kì nè. Đồng bấy access tới căn web server. Ủa thứ hai đó chỉ dùng phở internet nó. Bởi internet nó không local nó nhưng vai chung mua. Mà xin server nó có bán vai chia IP address, private IP rồi bỏ. Server nó có bán này. Nó có ai access tới căn web server bán được cái này. Bà. Ok, how web server works? Mà xin bà dương chìa client đó nè. Nó không có việc này chìa process này cả request bị client từ căn web server nâng web server respond một căn client vinh. Tí mùi user request web page bạn này là client này browser browser nằm mấy request từ căn web server nâng web page tớ mau request nâng nâng từ đó web server. Web server tới swine rock mơ web page nơi khnông file system របស់ khluon ai tha ta mien web server nung dai rư te person ba mun mien web server nung te vi te ro ba na person je server nung link te kan web server dotai tiet vi nung te rock pi web server dotai tiet link mau ti ni hai nung banchun mau client nai tai person ba web server nung khơi ông pi web page đài client bạn request nơi tí này hỏi viên nâng chập rám retrieve web page nơi khăn file system bọc luôn ánh riêng chom chập rám bình chún web page đằng ổn đài client vừa cả request nâng rồi hai nâng bình chún web page đằng ổn nâng một cán client chẳng chấm nốt trị bày chúng nó trị buồn bán với bán này thật chúng trị buồn ấy web server nâng đòn web page mà chúng trị bấy với bổng mô đông bổng mô thật bổng mô web page nâng nơi nào khá bổng mô rồi đòi hỏi chúng nó trị buồn với bình chun return tờ vĩnh nơi web page dial client bán request tờ căn web browser robot client căn web browser របស់ client អញ្ចឹង đi chia behavior និង chia និយមន័យ chia ការងាររបស់ web server ណា chia ការងាររបស់ web server វាធ្វើការ respond ទៅកាន់ client អ្វីខ្លះបាទបើសិនបើមានសំណួរយើងអាចពិភាក្សាគ្នាណាបើសិនបើមានសំណួរយើងអាចពិភាក្សាគ្នាបាទអញ្ចឹងសូមចប់មេរៀនទី3តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណណា